Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Surface Việt, hệ thống bán lẻ Surface phụ kiện Microsoft chính hãng hàng đầu tại Việt Nam. Surface Pro, Surface Book, Surface Studio và Surface Laptop Studio là những thiết bị rất nổi tiếng vì thiết kế độc đáo của nhà Microsoft. Nhưng hãng cũng có rất nhiều những sản phẩm truyền thống, điển hình là chiếc Surface Laptop 4 với thiết kế dạng vỏ sò rất quen thuộc, hay như chiếc Surface Laptop Go được coi là bản rút gọn của Surface Laptop 4. Vậy phiên bản rút gọn này có gì thua kém Surface Laptop 4 và sản phẩm nào sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn? Hãy cùng Surface Việt tìm hiểu nhé! Let's go! Đầu tiên là về thiết kế. Điểm đáng giá nhất của Surface Laptop 4 so với các laptop truyền thống khác trên thị trường chắc chắn là thiết kế của máy. Đây là một chiếc Ultrabook rất gọn nhẹ với trọng lượng chỉ 1,2kg đối với phiên bản 13,5 inch và 1,5kg với phiên bản 15 inch. Độ mỏng của máy cũng khá ấn tượng và đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho những người đi làm hoặc muốn làm việc khi di chuyển mà không cần mang vác quá nặng. Thứ hai, đó là độ hoàn thiện. Các sản phẩm của Microsoft đều được định hình ở phân khúc cao cấp và chất lượng build của chúng đều xứng tầm. Vì vậy, dù mỏng và nhẹ, nhưng cảm giác cầm Surface Laptop 4 cũng rất an tâm và không kiểu mong manh dễ vỡ. Cuối cùng là thiết kế tổng thể bằng nhôm và theo xu hướng tối giản. Surface Laptop 4 được làm hoàn toàn bằng nhôm mịn và chỉ có logo Microsoft phản quang ở giữa mặt A. Thiết kế này đơn giản nhưng lại rất bắt mắt và mang lại vẻ đẹp sang trọng cho thiết bị. Còn đối với Surface Laptop Go, tuy đây được coi là thiết bị Surface Laptop 4 rút gọn, nhưng về mặt thiết kế thì nó cũng không hề tỏ ra quá thua kém. Surface Laptop Go cũng được thiết kế bằng nhôm nhưng chỉ ở mặt A bên trên mà thôi. Còn lại các phần dưới được làm bằng nhựa tổng hợp polycarbonate, sợi thủy tinh để giảm trọng lượng cũng như giá thành. Nhờ đó mà trọng lượng của máy còn ấn tượng hơn Surface Laptop 4 với chỉ 1,1kg, quá lý tưởng cho việc mang theo bên mình để làm việc mọi lúc mọi nơi. Và tuy được làm bằng nhựa ở khá nhiều phần, nhưng độ hoàn thiện của Surface Laptop Go vẫn rất đỉnh cao và hoàn toàn không có cảm giác ọp ẹp chút nào khi cầm trên tay hay khi sử dụng. Tiếp theo là về màn hình hiển thị. Surface Laptop 4 có hai kích thước màn hình là 13,5 inch và 15 inch, trong khi Surface Laptop Go chỉ có một kích cỡ duy nhất là 12,5 inch. Chúng đều sử dụng tỷ lệ 3:2 thuận tiện cho công việc với không gian hiển thị theo chiều dọc lớn hơn hẳn so với laptop có màn hình tỷ lệ 16:9 truyền thống. Tuy nhiên, độ phân giải của cả Surface Laptop Go lẫn Surface Laptop 4 đều chưa thực sự cao cho lắm, nên khi nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy có một chút răng cưa. Hy vọng các thế hệ kế nhiệm sẽ được nâng cấp về mặt này để sản phẩm này ngày càng hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, dù độ phân giải chưa cao nhưng khả năng hiển thị của màn hình Pixel Sense danh tiếng trên chúng thì đều rất tuyệt vời và sẽ làm hài lòng hầu hết người dùng mục tiêu với màu sắc ấn tượng cùng góc nhìn rộng. Tiếp theo là bàn phím và touchpad. Bàn phím là một trong những ưu điểm nổi bật của Surface Laptop 4. Dù có thiết kế mỏng, nhưng bàn phím của Surface Laptop 4 vẫn có hành trình tương đối dài và độ phản hồi tốt, đem lại cảm giác gõ dễ chịu và tự tin cho người dùng. Touchpad đã được Microsoft làm lớn hơn 20% so với thế hệ trước và có hỗ trợ Driver Precision Touchpad, đem lại khả năng tracking rất tuyệt vời. Mặc dù có kích thước nhỏ hơn đôi chút, nhưng cả bàn phím lẫn touchpad của Surface Laptop Go cũng có kích thước tương đương Surface Laptop 4 và đem lại trải nghiệm tương tự. Hạn chế lớn nhất của bàn phím Surface Laptop Go chính là nó không có đèn nền như trên Surface Laptop 4 nên sẽ có một số trở ngại khi sử dụng máy vào ban đêm. Phần cổng kết nối của cả hai thiết bị đều ít như nhau. Chúng chỉ có một cổng USB-C hoặc USB-A, một jack cắm âm thanh và một cổng Surface Connect độc quyền. Điều này khá hạn chế và bạn cũng bắt buộc phải mua các cổng chuyển đổi nếu muốn cắm nhiều thiết bị cùng một lúc. Hy vọng hãng sẽ bổ sung thêm cổng USB-C Thunderbolt ở các thế hệ sau để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Hiệu năng của Surface Laptop 4 và Surface Laptop Go có sự khác biệt tương đối. Đối với Surface Laptop 4, người dùng có thể lựa chọn giữa vi xử lý AMD Ryzen 5 và Ryzen 7 4000 Series hoặc Intel Core i5 và Core i7 thế hệ thứ 11. Trong khi đó, Surface Laptop Go lại chỉ được trang bị duy nhất vi xử lý Intel Core i5 thế hệ thứ 10, 1035G1. Chỉ xét hiệu năng đơn thuần của con chip thì Core i5 1115G7 trên Surface Laptop 4 cũng mạnh hơn 30% so với 1035G1 trên Surface Laptop Go. Đó là còn chưa kể
tới hiệu năng đồ họa hay những công nghệ mới mà vi xử lý Intel thứ 11 vượt trội hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Thêm vào đó, Surface Laptop 4 cũng có thêm tùy chọn vi xử lý AMD Ryzen 7 hoặc Intel Core i7 thế hệ 11 mạnh mẽ hơn rất nhiều so với i5-1035G1. Vì vậy, nếu cần hiệu năng càng cao càng tốt thì chắc chắn bạn sẽ phải lựa chọn Surface Laptop 4 thay vì Surface Laptop Go. Nói như vậy không có nghĩa là hiệu năng của Surface Laptop Go là yếu kém. Máy vẫn dư sức cân được các tác vụ như stream video, nghe nhạc, duyệt web nhiều tab và duyệt email bằng Outlook mà không hề gặp chút vấn đề nào về độ mượt mà cả. Đối với các hoạt động công việc văn phòng thông thường, Surface Laptop Go vẫn đáp ứng được rất tốt và chắc chắn sẽ làm hài lòng người dùng phổ thông. Với giá bán thì giá bán chính là điểm hấp dẫn của Surface Laptop Go. Sau cùng dung lượng RAM và SSD, sản phẩm sẽ rẻ hơn Surface Laptop 4 tới 5 triệu đồng. Đây quả là sự chênh lệch khá lớn và sẽ làm nhiều người dùng phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua sản phẩm nào trong hai máy này. Tổng kết lại thì Surface Laptop 4 là một chiếc máy tính có thiết kế sang trọng và rất gọn nhẹ. Máy cũng có hiệu năng đủ tốt để phục vụ các tác vụ văn phòng hay thậm chí là một số nhu cầu về đồ họa cơ bản. Surface Laptop Go là bản rút gọn một số điểm như kích thước màn hình cùng một chút hiệu năng, trong khi đó vẫn cung cấp các giá trị cốt lõi của Surface Laptop 4 tới người dùng với mức giá vô cùng hợp lý. Nếu bạn vẫn còn đôi chút lăn tăn giữa hai dòng sản phẩm này, hãy đến ngay các cửa hàng của Surface Việt để trải nghiệm và sở hữu một chiếc Surface Laptop 4 cũng như Surface Laptop Go với cấu hình phù hợp với mình nhé!